Guys, I'm at the nail salon again, painting my nails again. How was your day when I was gone? Okay. It was okay? Để cho ta đừng dính lại nữa. I am, please. No. Đây là I'm using another gel, guys. It's so fun. Cầm cái tay lên. Trong cái này nó có cái gì? Đâu có cái lông gì đâu. Ngứa, khó chịu. It's the white stuff. Rồi. What is that for? Đổ tay. Mom, what is that for? Hey, I want you to put a star on it. Star, please. A star on it. Wow. Bà ăn nít mà bà chọn màu bà già đó chú Ly. Em thấy rồi. Em thấy nó phù hợp. Không, chị không biết nó hiểu không đâu. Bà già là gì con biết không? Hả con? Cô hỏi kìa. Bà già hả? Bà cô hỏi bà già là cái gì? Bà già tiếng Anh là gì? Là little girl đúng không? Yeah. Phải không? No. No. Chứ là cái gì? So old lady. Nó hiểu á chú Lý ơi. Old lady. Dạ. Ồ vậy đó hả? Giống cái bà nãy. Bà nãy em bóp á. Trời ơi. Nhanh vậy. Nhanh vậy anh. Nhanh vậy. Không có lỗ mũi. Hơi tua, cắt cho con thật tốt. Hồ lên. Chỉ là một đống mũi, mẫn chùi này. Có rung nè, rung nè. Rung nó bị sơn nó dính da. Tay nhỏ mà cái cỏ to đó. Rung rung là dính da. Thank you.
đừng nó rung rung khó sơn lắm, cái tay con nhỏ. Hold on, wait, I need to move. Có thể coi ấy làm soạn cái giấy gửi đi. Dạ, soạn. Chụp hình cho bên. Có bữa nào rảnh đâu, về là lên giường cái đuối rồi. Hai nước thì cũng phải hai nước chứ, anh sơn nước sao điếu đâu có, nó đâu có vô cuticle đâu, nói bỏ vào trong này nè, có đèn này không phải là đèn ấy, đèn này là đèn đèn led, ok, UV light mới sợ. Thôi khỏi đi. Please. Đi vô cho ba ăn cái đã kìa. Please. Chút mà ra. Chút mà ra rồi kiếm cái star dán vô. You don't know how to make a star. Đeo mắt kiếm cái lá vô lấy ra vậy. Mắt kiếm đó, nó dễ bị hư lắm. Nó bị cong bên này nè. Ngước lên là phải lấy ra, khó chịu. Chưa. Thêm nước nữa. Tên nó hả? Nó Aubrey. Hả? Aubrey. Aubrey. Để tay. Tay đó xong rồi. Tôi rửa tay đi rồi lấy nước uống.